Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jackie Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn một món cocktail mang tên là Blood and Sand. Món này là một món cocktail với lại rượu nành chính là Scotch Whisky. Và món này được đặt tên theo một cái sự kiện của một cái drama nổi tiếng vào năm 1922 của một cái trận đấu bò và diễn viên chính là Rudolph Valentino. Và món này xuất hiện lần đầu tiên ở trong cuốn sách của Harry Crackdor, The Savoy Cocktail Book vào năm 1930. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Rồi, và món này mình sẽ khuấy nó lên nha. Cho nên là mình sẽ ướp ly và ướp shake. Hôm nay thì mình không có đá bào, cho nên là mình ướp đỡ với lại đá cục luôn. Ướp ly, thường ướp ly thì mình muốn là ướp với lại đá bào hơn. Tại vì nó đỡ bị bể hơn á. Rồi, mình cho vô đây. Cho đá vô đây và mình khuấy cái ly này lên nha. Cái ly mixing glass lên để cho nó lạnh. Tại vì mình có nhiều trường hợp á, là mình ướp với lại đá bự rồi á, sau đó khi mà đổ ra á, thì đá va chạm với lại thành ly á, và nó làm bể cái ly. Cho nên là thông thường thì mình sẽ thích là mình sẽ ướp với lại đá nhuyễn hơn, tức là đá bào hơn á. Rồi, mình khuấy cái này cho nó lạnh một xíu rồi mình đổ ra. Rồi thành phần chính của món này rượu chính của món này nó sẽ là Scotch Whisky nha. Và hôm nay thì mình sẽ xài Johnnie Walker Gold Label 30ml nha, các bạn có thể xài bất kỳ hãng nào cũng được. Rồi, sau đó là mình sẽ có thêm 15ml của mình sẽ có thêm 15ml của sweet vermouth và 15ml của cherry brandy. Rồi, cherry brandy này thì nó sẽ có cái mùi của cherry và của kiểu giống như là mấy cái trái cherry mà ăn trong bánh sinh nhật đồ này kia. Và cuối cùng, thành phần cuối cùng của mình nó sẽ là nước cam nha. 30ml của nước cam. Nước ép cam. Rồi, nếm thử. Ngon nha. Rồi, giờ mình cho đá vô mình khuấy lên. Cái món này nó sẽ hơi nghiêng về ngọt một xíu, tại vì thành phần của mình là sweet và mướt. Có sweet và mướt là nó ngọt rồi, nó thơm mùi thảo mộc. Đây là dự đoán thôi nha. Rồi ngoài ra là nó có thêm cherry brandy cũng là rượu mùi nữa thì nó sẽ ngọt. Nước cam thì mặc dù nó hơi chua chua một xíu nhưng mà nó sẽ tức là nếu mà mình chọn mà đúng cam chua á, thì nó sẽ khá là cân bằng. Rồi, mình đổ cái này ra nha. Đó, đổ cái này phải đổ từ từ nè. Chứ không là sẽ dễ bị bể cái thành ly. Rồi, rót vô ly nha. Rồi, và mình sẽ trang trí nó với lại một miếng cam và một trái cherry nha. Quá dễ thương luôn. Và đây là món Blood and Sand. Ok, mình thử nha. Trời ơi, trang trí dễ thương quá. Nghe cái mùi nó hơi ngọt một xíu ha. Có thể là cái mùi của những cái trái cherry này. Ấy nhưng mà ngon nha. Nó kiểu nó là một cái vibe rất là khác từ nãy giờ. Nó làm cho mình, nói chung là nó mình cảm thấy nó rất là hợp lý khi mà kết hợp với nhau luôn á. Cái mùi của Scotch sẽ là cái mùi chính, một cái mùi chính rất là mạnh. Kèm theo cho đó là cái mùi của cherry và cái mùi của vermouth, nó kết hợp với nhau rất là hợp lý. Cái mùi, mấy bạn tưởng tượng nha, cái mùi khói của Scotch whisky
đặc trưng của Scotch whisky, cái mùi khói và cái mùi kiểu lúa mạch của Scotch whisky, kèm theo là cái mùi của cái trái cherry mà mình trong bánh sinh nhật nè, kèm theo cái mùi của thảo mộc vô nữa, và nó ngọt ngọt, đồng thời là có một thiếu mùi cam vô nữa. Nó là một cái món cocktail khá là dễ uống. Nó kiểu nó tầm trung á, nó không phải là quá khó uống. Và nó cũng không phải là kiểu như mojito hay là pina colada. Nhưng mà nó là một cái món cocktail rất đáng thử nha. Kiểu mình cảm nhận là, thật ra là mình cảm nhận trong món này á, Scotch whisky nó sẽ chiếm phần mạnh. Và cherry brandy với lại vermouth, sweet vermouth nó sẽ làm nền cho cái món này, và làm nền cho Scotch whisky, và nước cam nó cũng sẽ làm nền cho Scotch whisky rất là nhiều, nhưng mà nó kết hợp với nhau rất là ăn ý. Mùi cherry rất là rõ nè, sau đó là xíu mùi của vermouth và một xíu cái mùi của cam làm nền. Rõ nhất vẫn là một cục Scotch. Và đây là món Blood and Sand. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description. Nhớ tham gia nhóm, chia sẻ công thức cocktail pha chế tại nhà. Mình sẽ để link ở dưới phần description luôn nha. Và tụi mình có phát triển một cái app, và đồng đó là app pha chế đầu tiên của Việt Nam bằng tiếng Việt. Mình để link để các bạn download luôn nha. Thì trong đó nó có tổng hợp tất cả các công thức mà mình đã share ở đây. Và rất vui được gặp các bạn vào mỗi ngày. Hy vọng là mình sẽ tiếp tục làm như vậy đến con số 365. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.